tham dự World Cup 2022 và anh là một nhân tố đá chính. Man City đã dứt điểm nhiều gấp 4 lần đối phương. Erling Haaland! Quý vị hãy nhìn cái cách mà Erling Haaland ghi bàn kìa. Bình tĩnh, thanh thoát và đẳng cấp. Erling Haaland đã ghi 35 bàn ngay trong mùa giải đầu tiên tại Premier League. Và anh đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải của Ngoại hạng Anh, vượt qua Alan Shearer và Andy Cole. Sơ suất ở hàng tiền vệ West Ham đã khiến cho họ phải trả giá bằng đợt phản công của Man City. Người kiến tạo là Jack Grealish và Erling Haaland không hề việt vị. Sự tự tin cao độ đã giúp cho Erling Haaland có một tình huống bấm bóng nhẹ nhàng, tinh tế và đầy hiệu quả. Erling Haaland đã bị kiềm tỏa trong gần 70 phút, nhưng khi mà West Ham để sổng anh, tiền đạo người Na Uy đã ngay lập tức ghi bàn. Bàn thắng thứ 51 của Erling Haaland tính trên mọi đấu trường cho Man City ở mùa giải năm nay. Anh vẫn đang là chân sút số 1 của bóng đá châu Âu.